nó quýnh cái đĩa nha mọi người. Ê thì chỉ bài một bài intro của nó và giai điệu của nó thì một cái đàn một thôi cũng giống như một cái ban nhạc nhỏ nào mọi người ha. Và hôm nay Việt Sang tiếp tục tập hợp cái đàn dầm SX900 lần thứ 22 gửi đi Mỹ cho anh Dino Nguyễn ha. Và anh Dino Nguyễn đã gửi cho Việt Sang 2200 USD với những phần quà đi kèm như sau. Đầu tiên sẽ là cây bao da SX900, hai túi có in hình SX900 rất đẹp, và đây là cái quai đeo và dây kéo rất là chắc chắn ha. Và đi Việt Sang làm độc quyền cái bao da này cho cái đàn dâm ha SX900. Tiếp theo sẽ là cái band 4 chiều dùng để chơi band bolero rất là hay. Lát nữa Sang sẽ demo sao cho mọi người cùng nghe nha. Miếng dán phím dùng để dán vào đàn khi chúng ta chưa còn quen với đàn nhiều ha. Và đây là USB siêu nhỏ cộng với lại Summer 20. Chúng ta gắn vào đàn thì có dữ liệu Summer 20 chúng ta chơi luôn nha. Lát nữa Sang sẽ cài vào. Tiếp theo là một phần quà đặc biệt nữa, đó là cây bộ giáo trình siêu tốc. Mà bộ giáo trình siêu tốc độc quyền Việt Sang gồm 7 quyển, nặng khoảng 4,5 kg, đúng rồi, 4,5 kg. Ok, bây giờ sẽ là tiết mục đặc biệt, đập hộp cái đàn Yamaha 900. Ok ha. Và bên Việt Sang có thu mua lại những dòng organ cũ nếu mọi người bán lại nhé. Ai có organ cũ xin bán lại cho Việt Sang ha. Và trao đổi dùng đàn organ cũ đó để trao đổi những cái đời mới hơn. Chẳng hạn như cái SX900 này thì Việt Sang sẽ thu mua lại cho các bạn với giá cao nhất nha. Ui cha, quá đã luôn. Mở kêu tách tách cho mày đã ha mọi người ha. Và trong thùng đàn của chúng ta sẽ có giấy bảo hành 2 năm Yamaha toàn quốc, có cái tem của Bộ Công an ha. Và số seri của nó là 01028. Giờ Sang lấy cái đàn ra nha. Trong thùng đàn của chúng ta sẽ có adapter, thùng đàn mua riêng là 1,2 triệu nha. Đây là cái catalog. Rồi, mình sẽ lấy cái đàn ra. Ở trong thùng đàn còn có một cái nữa, đó là giá sách cho mọi người. Giá sách. Ây da, quả đã luôn. Rồi, tháng này tập 22 cây giống vậy mọi người. Rất sướng nha. Thơm quá thơm. Mùi giấy quá đã. Ok. Và bây giờ Sang phải cài đặt Summer 20 cũng lại bên muốn cười chiều để gửi đi Mỹ cho anh Dino Nguyễn nha. Và em vừa cài đặt xong Summer 20 cùng với lại cái band 4 chiều cho cái đàn Yamaha SX900. Và giờ em sẽ test thử cái đàn cái âm thanh nó như thế nào nha. Âm thanh rất hay mọi người. Và nói về độ bền thì cái đàn Yamaha SX900 này có độ bền rất là cao. Bởi vì hãng nó dám bảo hành cho chúng ta tới 2 năm Yamaha toàn quốc là mọi người ha. 2 năm rất là dài ha. Và thật sự thì Sang bán cái đàn này 3-4 năm nay thì chưa thấy cái một vấn đề nhỏ gì hết ha. Rồi bây giờ Sang sẽ test thử cái bên 4 chiều nha mọi người.
Rồi ha, mọi thứ đã hoàn chỉnh. Bây giờ Sang sẽ chơi một nhạc phẩm trong Summer V20. Nhạc sống sao động xíu đi ha. Bữa giờ chơi nhạc buồn nhiều quá, hôm nay sẽ chơi một nhạc sao động tí. Nhạc phẩm cha 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 mang tên đề Hãy Cho Tôi. Và Sang hát luôn nha. Yo. Đó, nhạc đã không? Nhảy giống Nguyễn Hưng nha mọi người. Ngồi không nhảy giống Nguyễn Hưng lắm nè, giống Nguyễn Hưng. Intro quá đã. Rồi mới đã à. Quên bật effect lên, bật lên ego lên rồi nó mới hát vang được, nó hay được. Alo bạn này thuộc chút xíu nha mọi người, không cần điện thoại luôn, giữ dài ra. Chú. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có vui không? Ném cho tôi nụ cười là lời, nói với tôi rằng em rất vui để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có vui không? Thuộc lại ha, hát tập mẹ bả lồng vô được khúc luôn nè. Hey, em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao phiền lắng đồng, em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn. Chỉ bài một bài intro của nó và giai điệu của nó thì một cái đàn một thôi cũng giống như một cái ban nhạc nhỏ nè mọi người ha. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, bây giờ Sang phải gói đàn lại và gửi đi Mỹ cho anh Dino Nguyễn. Em cảm ơn anh Dino Nguyễn rất nhiều.